Hello, dân cài xin chào cả dân chơi. Ok là clip đột kích các bạn ơi. Thì ok. Thì hôm nay mình và cùng các bạn sẽ đi vào mua cái nhiệm vụ này anh em. Đó, cái nhiệm vụ là cái vật phẩm này á rất giúp ích cho quá trình chơi các bạn nha. Và một sau khi mua xong á thì mình sẽ mở luôn anh em. Mở luôn cho anh em coi là nó sẽ giúp ích như thế nào. Và mở tiếp tục là đọc tiêu rồi đây. Hôm nay mình hạt nhân cày của mình đã tích được 33 hòm 5 ớt mới nha anh em, chứ không phải hòm pháo đài đâu anh em, hòm 5 ớt mới nha. Hôm nay sẽ mở luôn 33 hòm này ha, xem tất cả những phần thưởng của cái hòm 5 như thế nào anh em, ớt mới như thế nào nha. Thì cái hạt nhân cày của mình là tích về cũng một quá trình đó anh em. Ok, thì đầu tiên á đây đó là cái phần thẻ nhiệm vụ nha anh em. Anh em chơi một thời gian là anh em sẽ bị hết thẻ nhiệm vụ nha. Đó thì đây nè, cái này mới là cái quan trọng anh em. Đây là mình mở cho anh em coi thử nha, thấy chưa? Nó cái hòm này nó sẽ ra được rất là nhiều loại nhiệm vụ trong này luôn anh em. Đây mình mở thử nó cho anh em coi nè, thấy chưa? Nó nhiều, rất là nhiều luôn nè, thấy không nè? Nó từ nhiệm vụ pháo đài cho đến nhiệm vụ mới, nhiệm vụ cũ rất là nhiều đó, thấy chưa? Đầu năm sau đây anh em, cái hòm này nó gần giống như cái hòm free á anh em, nó gần giống như cái hòm free mà chúng ta mua đầu tuần anh em, nó gần tương tự anh em. Thì anh em đây nè, thì anh em muốn xài được cái hòm đó thì anh em dễ đó, thì rất là dễ thôi đó. Anh em bấm đây đó, thì anh em vào cái shop rồi dắt thôi đấy. Đó, free là cái này anh em nha, shop shop red zone này chứ đó. Anh em đừng mua cái này, hai cái này là mảnh ngẫu nhiên vũ khí không à. Anh em vào cái token đỏ nha, và token đỏ này á thì anh em hãy mua cái này nè anh em. Mình có test thử 5 hòm rồi, nó gộp chung với cái bên kia anh em. Đừng mua này anh em, hộp chứa ngẫu nhiên hay không, nhiên thẻ boss hả? Ủa mà sao có thể nhận 5 ảnh nữa, vừa thẻ boss mà vừa này mới đúng chứ. Hòm nhiệm vụ là cái này nè anh em nha, là cái hồi nãy anh mở anh em đó đó, thấy không? Là mình không được mua, mình bị hết token rồi, thấy không? Lần hồi mình sẽ mở hôm năm nữa đây, được phần thưởng nha, kéo xuống nha. Đó, một nhiệm vụ, còn cái này là hộp ngẫu nhiên, hộp ngẫu nhiên thẻ boss. Để test thử coi. Ừ, để nó ủa sao nó ghi cái này nó bị xàm á anh em, thấy nó ghi hơi sạc sạc cái ghi gì à, có thể nhận thêm mảnh nữa mà hợp với nhân bot thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ quan trọng cái này anh em, đây nè, thấy không? Nó ra rất là nhiều nhiệm vụ nghe anh em. Đó, có nhiệm vụ hồng trắng nữa anh em, mình làm bị đuối hồng trắng không có cái nhiệm vụ đi nhận luôn, hoặc là cái KC nữa anh em. Đó, nó ra rất là nhiều loại đây, thấy chưa? Bộ lục bảo đây nè, thấy không? Nó ra nhiều lắm anh em, không biết có cái nhiệm vụ AK VIP trong đây không nha, không biết có AK VIP hay không, nhưng mình thấy nó rất là nhiều, rất là đa dạng cái nhiệm vụ trong cái hòm đó luôn. Rồi thì tiếp theo mình sẽ mở tiếp tới 33 hòm mà anh em. Rồi 33 hòm mà mới anh em đây, rồi để xem ngay tất cả những phần thưởng nó như thế nào nghe anh em. Đó thì cũng tập hợp những cái lần trước mình mở lần này, lúc đầu mở 1, 2, lúc sau mở 5, 10, 10 mấy gì á, dòng này là 33 luôn nha. Đó thì vẫn như trước nha anh em. Nó sẽ có ba cái loại nha, nè token này để mua cái đó anh em. Từng nào anh em cũng ráng mở full, mua full hết nhiệm vụ đó anh em, làm nhiệm vụ mở ra được rất nhiều đồ ngon nha. Nhiệm vụ nhận được mấy cái hầm trắng đó, trời hầm trắng đó mình đang là cái mình đang rất là thích nha anh em. Rồi
Đây, hồ bộ nhiệm vụ boss cao cấp anh em ơi, hôm năm sau ra boss năm sau ớn thiệt chứ, ớn ăn luôn anh em ơi. Rồi vé trang phục ha, đó cái token này vui quá là cận này nữa nè, quay đó ra, đừng nói họ ra thêm cây A12 nữa nha, cái này mình cứ mở ra khám phá thôi anh em. Đó nó cũng 10 mảnh thôi. Đây bỏ tiếp, ok mình có ba hầm trắng mình dứt luôn anh em, mình mở xen kẽ nha, mở một cái hầm trắng nè, còn hầm này với hầm này mình nhiều nè, này 15 hầm, còn này 6 hầm luôn, hồi ba hầm trắng hiếm nè anh em, mình mở xen kẽ một hầm trước nè. Tiếp tục nha anh em, tiếp tục hầm mà hầm mà ha, còn 24 hầm nè. Ây chà, đó sao thấy cái boss gì anh boss này nó cái bộ sưu tập này nó không có ra cái mới ta, với đổi trang phục multi-core. Ok nữa, ủa sao kỳ ta, sao nó không có cái bộ sưu tập khác ta, bộ sưu tập khác cho nó đẹp mắt chứ. Đánh bại Gigan nữa hả? Ôi dầu, còn 14 lò mấy anh em đó, thì chúng ta sẽ xen kẽ một hầm trắng nha. Đây hầm trắng thì nó cũng ra bộ sưu tập, nhưng mà hên xui anh em, nó có cái vé Acadia nữa mà bữa giờ mở mấy lần mà không ra anh em ơi, không ra luôn, đâu tiêu rồi. Tiếp tục anh em, tiếp tục chương trình nha, còn 13 hôm nè. Nè 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 nè, ồ lâu lâu đó nó mới ra cái lỗi khác anh em. Lâu hiện nãy giờ mới ra được cái lỗi khác, cay thiệt chứ. Đây nữa nè, thì cái bộ bóng năm sao cũng có ra, nhưng mà nó ra đấy nè. Ủa sao lần này ra nhiều hả? Ây da, rồi mình mở thêm cái hầm chấm hỏi anh em, hầm chấm hỏi này khá là đa dạng nè, mở thêm nhiệm vụ này nữa nè, đó thấy chưa, hầm chấm hỏi này cũng là hầm đặc biệt anh em. Ấy này hầm trắng này anh em, nhiệm vụ của hầm trắng này anh em ơi, nó ngon. Ô cái hầm chấm hỏi này cũng đặc biệt á, nó cũng khá giống như cái hầm chấm hỏi kia anh em ơi. Ok luôn, ô cái hầm chấm hỏi mà các anh em quýnh con boss cuối anh em, boss cuối á, anh xui nó ra được cái hộp chấm hỏi đó anh em ơi. Ok rồi một cái gì nữa quất luôn anh em nè, Acadia nè anh em, thấy chưa, Acadia nữa nè, thấy chưa, cái hồng trắng rất là ngon nha. Rồi chúng ta sẽ mở hết này luôn anh em, rồi đây đây, đây còn 9 hộp anh em, dứt hết luôn, dứt hết luôn anh em ơi. Ây chà, bộ sưu tập nữa nè anh em, bộ sưu tập nó ra hai, nó ra cái này thấy nhiều ghê luôn á, như cái năm sao nè, còn mấy cái này cũng năm sao mà nó ra đây nè, thấy không, nhiều cái này nhiều. Ok rồi cái này nè, mà cái vàng vàng kia thấy nhiều ghê. Rồi cái cuối nữa đây nè. Có đi bộ sưu tập cái này nó cũng khá là đa dạng nha anh em, nhưng mà nó sao á, nó tỷ lệ nó ra thấp quá. Rồi rồi tiếp phần mua tu cành nữa anh em ơi, từ từ nha, đây nè, mua cho hết tu cành, mở hết luôn cho anh em coi luôn, lần này mình tới 300 mấy tu cành luôn anh em ơi. Đó mở hết chưa, rồi hết rồi, tới kho đồ nè anh em, đó clip này mở hết mấy cái đó luôn. Đâu rồi hòm đâu rồi, rồi mở mấy này luôn đi, mở cái hầm boss này luôn, mấy con boss này, này ra mấy con boss mà ơi goli nữa kìa. Ơi goli nữa kìa anh em, thì rồi tiếp tục, tiếp tục là đây nè anh em,
Đó, rất là nhiều phần nè, nhiều boss nè, anh em để ý nha, nhớ mua nha. Rồi mở cái kia luôn anh em, Acadia anh em ơi, Acadia sẽ mở chung với đây là một thẻ nha anh em. Nhiệm vụ này lúc trước mở của hầm trắng nè, đổi trang phục của Mai Dương, mình thử một cái anh em, thử ra về bệnh viện không. Rồi mũ vàng ngô Mai Dương 30 ngày à. Thôi để xạ Acadia nha anh em, Acadia rồi sẽ dứt kết thúc clip nha anh em. Đâu rồi, ôi mở thêm cái trang phục này nữa thử coi. Không, để dành đi anh em, để dành đi, để dành đi, này có hai cái à. Mở Acadia đi anh em ơi, chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi dứt. Ồ, lại ba lô xây 30 ngày anh em. Rồi thì ok đó, clip này tận hưởng thành quả thôi anh em ơi. Đó thì chúc các bạn xem clip vui vẻ nha, nhớ nhớ xài token này để mua cái nhiệm vụ đó, để săn mấy cái nhiệm vụ đó hợp anh em, đặc biệt là hầm trắng anh em, rất là có lợi. Ok, bye bye anh em nha.